Alo, 124. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy quét Sipo cái 1300 V kép ha, để nằm trong cái hộp như thế này. Thì kèm theo đó là một cái đầu quét nè, một cái dây sạc với lại dây sạc cái mình có thể cắm vô máy tính để mình xài luôn. Đây này, cắm vô đây. Đó, cắm như vậy ha. Giờ mình cắm vô để mình sạc pin. Sạc pin này để coi. Khi mà sạc pin thì nó này nó còn đầy pin á. Xanh là đầy pin, còn không nó có đèn đỏ. Còn lấy ra bạn bóp cái đầu này xong mới lấy ra được nha. Đó. Hoặc là mình cứ cắm dây trực tiếp vô cái máy tính để mình quét luôn. Rồi cái tờ giấy mã vạch này thì trong đây á, là những cái code dùng để cài đặt. Mình không nên là quét vô mấy cái code này để khi mà test máy nha. Test máy thì mình quét vô một cái gì đó, cái mã vạch bình thường thôi. Test máy á, khi test máy thì mình quét vô một cái gì thôi, mấy mã vạch này thôi, chứ không có quét vô mã này. Mấy vô mã này nó sẽ làm lỗi mã này, mã cài đặt. Rồi đây là một cái thiết bị là nhận Bluetooth, còn cái đĩa CD đi kèm. Thì khi mà những cái máy nào mà máy tính mà nó không có Bluetooth thì cắm cái này vô và cài cái đĩa này vô thì nó sẽ nhận ha. Đó. Còn thí dụ như giờ laptop hay là cái gì đó nó cũng có Bluetooth hết rồi, điện thoại thì nó cũng có Bluetooth hết rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn cài ở trên kết nối Bluetooth ha. Đầu tiên thì mình mở Bluetooth ở trên laptop đi. Rồi. Rồi mình sẽ mở Bluetooth trên laptop lên, mình sẽ vô chỗ này. Bring and scan đây. Cái nói nó cũng đơn giản mà. Giờ mình sẽ qua thằng Bluetooth ha. Rồi mình chọn Add Bluetooth. Rồi Add Bluetooth thì nó sẽ quét. Rồi bước đầu thứ nhất, rồi bạn ở trên đây mình chỉ quét vô cái mã là R232 rồi 2221 ha. Mình sẽ quét vô, quét vô cái mã này một cái. Rồi xong mình sẽ quét vô cái mã mát này một cái. Rồi để cho cái đèn nó chớp nè, mình thấy nó chớp không? Là trên cái này á, mình là mình trên cái máy tính của mình sẽ tìm ra được một cái Bluetooth của cái thiết bị này. Chờ xíu để cho nó tìm ra đó, nó tên là Khaibar đây. Rồi mình chọn connect vô ha. Rồi connect vô thì nó sẽ hiện cái HD barcode con này là don là thành công rồi. Bây giờ mình sẽ mở một cái gì lên mình quét thôi, đơn giản. Word ha, Word thí dụ Word đi. Rồi mình sẽ không test bằng cái mã này nha bạn, mình lấy một cái khác mình test đó. À đó là xong, cái nói xong, nếu cái nói xong này đèn nó đèn xanh như thế này. Còn trên điện thoại cũng vậy nha bạn. Giờ mình muốn trên điện thoại mình cũng connect cũng vậy luôn, cũng đơn giản vậy thôi, cũng thao tác y chang vậy luôn. Là mình bây giờ mình phải tắt ở trên máy tính đi. Thì cái nào cái nói một cái thôi. Mình sẽ disconnect ở trên đây rồi mình sẽ connect lại cho bạn ha. Đây. Đây. Mình sẽ làm thao tác lại. Đó là trên máy tính rồi. Còn ở trên đây rồi mình sẽ cũng vẫn quét vô mod là R232 ha. Đó. Xong rồi chọn mát ha. Thì mình kết nối lần rồi bạn, còn mấy mốt sao mà kết nối xong rồi thì nó sẽ không cần phải kết nối nữa. Rồi mình sẽ mở Bluetooth ở trên điện thoại lên. Đó, nó sẽ kiếm được cái này. Hoặc là Khaibar gì đó ha. Rồi mình chọn vô là nó báo là đã kết nối. Kết nối thành công. Đó, và tên này thấy rõ không? Đó. Đã kết nối thành công ha. Ví dụ mình gõ lên một cái gì đó ha, web gì đó ha. Rồi mình sẽ bắn vô thì cũng vẫn nhận bình thường các bạn nè, thấy không?
Bây giờ này kiếm này, tìm kiếm này, mình nãy nó tôi bét lên đi, nó bét lên. Rồi, đây một cái ghi chú đây ha, ví dụ ghi chú đây. Đó. Rồi ghi chú à, rồi mình sẽ bấm vào đây. Đó, bấm này nó nhận ok đây bạn, nó kết nối Bluetooth thôi. Bảo lên đây bấm luôn. Đó. Thì nó nhận cũng nhanh nha bạn. Trên máy tính ha, với lại ấy. Rồi còn cái này á, thì cái đĩa này nếu bạn muốn nó đĩa thì mình sẽ để cái đường dẫn để đao cái phần mềm này ở dưới cái video nha. Bạn đao về mình cài vô mình kết nối cũng giống như vậy thôi. Mà mình nghĩ là giờ cái máy nào nó cũng có Bluetooth hết rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha.